cho một người làm nghề thì đâu đó khi mà là người đó đến muộn, các anh chị cũng sẽ mất lòng tin. Và nếu các anh chị có đến muộn thì khách hàng và đối tác cũng như vậy. Cho nên là việc tránh việc đó. Nhưng nếu mà đến muộn rồi thì sẽ như thế nào các anh chị? Nhanh này, khẩn trương này. Và một cái điều nữa là tâm thế của chúng ta phải nói tốt hơn những điều chúng ta đã chuẩn bị. Và đó là gì ạ? Đó là chương trình. Và với chương trình của tôi, các anh chị nhìn vào trên slide, nhìn vào thì chẳng có gì đặc biệt đâu các anh chị. Bởi vì tôi cũng nói với cả Tiến, nếu mà tin tưởng chị thì chị cũng làm giống như là voice thôi, làm về giọng nói thôi. Thế thuyết trình này là gì các anh chị? Thuyết trình là gì ạ? Trình bày là gì ạ? Là gì ạ? Các anh chị, cái trình bày này ạ, rất đơn giản ạ. Chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang nói. Và khi nào chúng ta nói ạ? Từ 0 tuổi các anh chị đã nói rồi. Đó là các anh chị sử dụng gì ạ? Tiếng khóc. Sử dụng tiếng khóc. Và chính vì vậy cho nên là đâu đó khi mà gì ạ? Khi mà tôi nghiên cứu thì từ 0 tuổi đến 1 tuổi chúng ta đang nói với các kiến thức của chúng ta nói ở trong đầu. Và còn ạ, chúng ta giao tiếp thì đó là gì ạ? Từ 1 tuổi đến, tôi cho phép được gọi là 18 tuổi, cái này là tôi nghiên cứu. Và anh chị thân mến, từ 18 tuổi chúng ta không giao tiếp nữa, mà giống như các anh chị, chúng ta đã có quyền công dân, được yêu, tức là tán tỉnh, có đúng không ạ? Được phép làm mọi việc, tức là có mục đích, có lý do. Và cái từ này từ tiếng Anh nó rất là hay, đó là public relation, đó là nghề giao tế. Public relation. Và các anh chị thân mến, chúng ta đang sử dụng giao tế, đó là nói có mục đích, nói có gì ạ? Có mục tiêu, và nói để thuyết phục, để truyền thông cho chính chúng ta. Và đây là gì ạ? Từ 18 tuổi trở lên. 18 tuổi trở lên các anh chị. Còn ngày hôm nay chúng ta đang học, đó là học gì ạ? Học thuyết trình. Thì trong lý thuyết của thuyết trình, cứ 10 câu trở lên là các anh chị đã thuyết trình. Cứ 2 người trở lên, đó là gì ạ? Đừng nói chuyện đấm đâm. Các anh chị ạ, cứ 10 câu chúng ta nói đã là gì ạ? Là thuyết trình. Và cứ trước 2 người là nói chuyện đấm đâm rồi. Và thuyết trình gần như là gì ạ? Cũng là cao nhất đến gì ạ? Sau đó đến gì ạ? Sau đó là gì ạ? Đàm phán và gì ạ? Và huấn luyện. Và các anh chị thân mến, với tôi thì cả đời là gì ạ? Là những câu chuyện về đàm phán, kể cả với con khó vô cùng, với vợ rất khó, và đến bây giờ với nhân viên của mình làm như thế nào để thuyết trình truyền lửa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau từ 9 giờ kém 15 ạ, sẽ học trong 3 tiếng buổi sáng, và sau đó là 3 tiếng buổi chiều, là từ mấy giờ ạ? Từ 1:30 ạ, để làm sao chúng ta phải luyện được các kỹ năng, phải luyện được các kỹ năng này. Đó. Và nếu các anh chị nhìn tôi bước vào trong khán phòng ạ, các anh chị nào có thể nhìn đến tôi không ạ? Có ạ, vâng, cảm ơn anh ạ. Anh nào đấy ạ? Vâng ạ, anh ạ. Vâng, anh để ý gì ạ? À, chị đi rất nhanh và rất tốc độ. Và các anh chị thân mến, bắt đầu bước ra sân khấu hoặc là trước đám đông phải đi nhanh. Và khi mà đi vào thì lại phải đi rất chậm. Các anh chị nhớ nguyên tắc lý thuyết Hải không có nhiều, nhưng Hải muốn các anh chị cần phải làm cùng cho Hải. Bước ra trước đám đông thì nhanh, và đi như thế nào ạ? Tác phong như thế nào các anh chị? Sao ạ? Tươi, gì nữa? Tự tin ạ? Gì nữa?
thần thái cảm ơn chị rất nhiều. Hải đang làm một cái thần của Hải cực kỳ tốt ạ, bởi vì Hải luyện khí. Và các anh chị thân mến, chân này lúc nào cũng như vậy, cười này lúc nào cũng như vậy, tay này và giọng nói. Thì công thức đầu tiên các anh chị thân mến, với Hải là learning by doing. Và chúng ta sắp sửa bắt đầu vào làm nhỉ. Công thức đầu tiên là gì ạ? Như thế này không có trên bài được không? Cái gì ạ? Như thế này, như trên bài, nói chung là vẫn băng tre. Như lúc mà được hỏi với các anh chị tập trung vào bài được. Smart là gì các anh chị? Là đứng thẳng ạ, là các con ạ. Chúng ta hay gì ạ? Là bật tre ạ, họ, chân chúng ta hay gì ạ? Vào, và hay đi kìa. Vào, thì chúng ta cần phải luyện chân tay, luyện chân tay. Là smart, tác phong cử chỉ. Đó là tập vào mắt lại. Đó. Smart rồi, đây là tác phong ạ. Sau đó là gì các anh chị? Smile. Vâng. Sao lại phải là smile? Và nhìn sau mũi anh chị ở đây có ai cười? Ai cười ạ? Vâng, để hỏi là gì ạ? Các anh chị nhớ các câu của các cụ ạ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Vậy thì chúng ta không cần cái bệnh viện đâu ạ. Chúng ta chỉ cần cười đấy ạ. Và các anh chị thân mến, từ giờ đến chiều, anh chị Hải cứ nhắc anh chị phải cười. Bởi vì nếu không có cái khuôn mặt như thế này, sẽ không bao giờ có cái giọng nói hay cả. Và khi Hải chia sẻ với Telesale, cô dễ thế à cô? Có đúng thật. Các anh chị cứ thử đã. Alo. Và alo. 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 Nhưng mẹ. Alo. Em cười đó. Hải chỉ để đã khuôn mặt mình như thế mà. Và các anh chị thân mến, cười. Và vì sao phải cười các anh chị? Vì sao phải cười ạ? Vì sao chàng trai phải cười ạ? Vâng ạ, cơ mặt dễ nhìn ạ. Vâng, các anh chị nào đây có biết câu ạ? Làm kinh doanh không biết cười thì được mở cửa hàng ạ? Của người Trung Quốc ạ. Vâng, làm giàu trước 30 tuổi, ở trong đó có ghi là không biết cười được mở cửa hàng. Và các anh chị thân mến, tất nhiên là người Việt Nam thì mình nói là cười đúng lúc đúng chỗ. Nhưng các anh chị cứ search hình ảnh của Obama. Khi Obama sang Việt Nam, không có bức ảnh nào là không cười. Còn các bạn thì mình thì cứ và đứng vào người ta thấy rồi ôi, họ hãy cũng chê Việt Nam mình. Vâng, nhưng chỉ vì là gì ạ? Cười là cười. Mà các anh chị cười thì người khác mới mở. Các anh chị có mở thì người khác mới vào được. Đúng không ạ? Vâng, trên khuôn mặt mình có đúng cái miệng mình là bộ phận có thể áo quần thì không thể cởi lúc này được rồi. chỉ là khuôn miệng thôi. Và một cái điều rất quan trọng này, nếu không có nhìn vào tài liệu chẳng có việc nhìn là nhìn chị phải cười này. Và khi chúng ta cười, mắt chúng ta có cười không? Và tất cả đó là đón chào người khác. Và các anh chị thân mến, đây chính là lực hấp dẫn. Và Hải sẽ chia sẻ cho con cháu của bà Lê Trân là các anh chị có thờ ban thần tài không? Có ạ. Vậy ban thần tài thì ở trên chùa là ai nhá? Ông Phật nào ạ? Di Lạc. Ông Phật Di Lạc có hay cười không ạ? Cười suốt đó chính là thần tài các anh chị. Em đang ngồi. Và tại sao thì ông ấy sung sướng ông ấy nhà hạ 37 điện lên cuối. Đó là nụ cười đấy các anh chị. Cho nên là smile. Đó là gì ạ? Đó là hứng tài chính và hứng mối quan hệ. Còn nếu các anh chị nào đến bây giờ Hải nói như vậy rồi mà các anh chị vẫn cứ như thế này thì nó trồi đến mắt đấy các anh chị. Chả ai muốn làm việc đấy. Thời buổi cởi mở đấy. Vâng ạ. Cho nên là ông Obama ông rất là nụ cười. Ông là người đàn ông quyền lực nhất. Mà đến bây giờ thì đến bây giờ thì sắp sửa cuối nhiệm kỳ rồi mà nước Mỹ vẫn ủng hộ ông ấy. Còn cả thế giới các chị em phụ nữ có đọc cái bài báo với ông không ạ? Đây, sao dạ, nhiều đúng không ạ? Và các anh chị thân mến, đó là có công thức hết. Với Hải thì luôn luôn là công thức. Và đây là công thức. Smile rồi, sau đó là C thì ai? C thì ai?
Đây nha. Vâng. Bốn mắt nhìn nhau thì làm sao các anh chị? Vé được hình đúng thế ạ. À. Và các anh chị thân mến, các anh chị cần phải quan sát. Thì lúc đó mới gì ạ? À? Lúc đó mới biết được gì ạ? Cái ta như thế này. Họ là ai ạ? À? Chưa hài lòng gì đó với mình. Đó, người ta dạng rạng rỡ, à, hài lòng với cả mình rồi. Vậy thì mình có thể thay đổi được cái trạng thái của mình. Và với CGI, các anh chị sẽ nhìn thần thái. Và nếu các anh chị nào mà đến bây giờ học khí công ạ, học biệt đạo ạ, biết được là cái thần thái thì dân làm khí công, Hải thì mới tập thôi. Thế nhưng mà ta có rất nhiều người nói được và Hải đã nói được một số điều. Ví dụ như Hải có thể nói được là có anh chị nào đang ngồi ở đây, tức là phần thân thôi, nhưng mà phần hồn tí đâu đấy là Hải đang biết. Đâu ạ? Vâng ạ. Ai ạ? Chị nào ạ? Có được không ạ? Bởi vì ạ? Vâng ạ, ta nói có chuyện, còn nói có sách bách có chứng đúng không ạ? À, các bạn, các anh chị có dũng cảm là gọi là nhận gạch đá của lớp không ạ? Có không ạ? Có không ạ? Có anh chị nào có nhận, có nhận bộ dũng cảm nhận không ạ? Để Hải chỉ ra. Có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. À, anh có sẵn sàng không? Có ạ, anh có sẵn sàng không? Và hai anh là trước khi mà tôi nói là là đầu của anh đang để đi đâu đó, hồn của anh đang để đi đâu đó, không biết đấy. Và nếu các anh chị biết đấy là đấy chính là tâm thân ý. Tức là khi các anh chị nói ra, nhưng mà cái phần tâm với cái phần phần hồn đi đâu đó, cho phần ý nó cũng đi mất, cho nên là nhỡ lời các anh chị không nói đúng như bài mình mong muốn ạ. Và cái cuộc đàm phán đó, cái cuộc họp đó, nó tốt hay không, nó là cái đó. Các anh chị ạ, bởi vì khi mà CGI rồi bắt đầu các anh chị mới xác mật vào tai người khác bằng say the name. Và phần này là phần đánh thức người khác, phần phần cho người ta cái nhạc mà người ta cần thích muốn. Và thì bây giờ thì Hải luyện ăn micro lắm các anh chị, đúng không ạ? Khi Hải bắt đầu cầm micro hay đâu đó thì có anh chị cũng đã nghe, đã biết. Chứ còn giọng nói của Hải trên tay kiểu như thế này nó rất cao ạ, nó rất cao các anh chị, vô cùng cao. Nhưng mà kéo được cái phần gọi là nhìn và biết đến bây giờ thì say the names và phần sót mật vào tai người khác phải lắng nghe mình. Thế là thành công rồi, đúng không ạ? Chưa biết là có ký hợp đồng, có ký đàm phán hay không, nhưng người khác phải lắng nghe mình bằng phần sót mật vào tai. Và khi chị đang đến 4S rồi đúng không ạ? Sau đó là xin phép shake the hand. Nếu các anh chị ở trong một nhóm xin phép được bắt tay, ví dụ như là các anh chị vào một đàm phán sẽ ra nhanh đó, xin phép chúng tôi được ngồi ạ. Xin chào các anh chị, tôi tên là Minh Hải, tôi đến từ chương trình làm chủ giọng nói của anh lớp MyBoy, và ngày hôm nay rất vui được HPM mời đến đây để hướng dẫn cho các anh chị về kỹ năng thuyết trình. Và rất vui được làm quen với cả anh ạ. Và xin phép được bắt tay anh. Vâng ạ, xin phép được bắt tay anh ạ. Vâng ạ, các anh chị nhá, lúc này mới xin phép. Vì sao lại phải xin phép, shake the hand, xin phép bắt tay các anh chị? Để chủ động, để thân thiện. Và đây bắt đầu các anh chị, bắt đầu bằng nghe. Và bây giờ mới tiếp xúc với tiếp xúc và bằng xúc giác. Chú mình hay bị là xin chào anh. Và các anh chị thân mến, nếu các anh chị tầm được khoảng lớp trước của những anh chị rất nhiều tình. Và nếu chúng ta tầm được khoảng 10 tỷ thì đến với cả các anh rất nhiều tình đó. Trên 10 tỷ chẳng hạn, em chào anh. May nhảy rách. Chức vụ nhiệm vị là như vậy. Và khi xin phép bắt tay, đó là các anh chị thứ nhất tôn trọng, thứ hai chính là để mình có quyền chủ động. Anh chị nhớ, quyền chủ động. Còn khi bắt tay, người khác lại hững hờ và thờ ơ. Ví dụ em xin phép được bắt tay chị mấy điểm ạ? Mấy điểm ạ? Chị không, từ chị cảm nhận ạ. Mấy điểm chị? Bắt đầu rồi. Mấy điểm? 6 điểm. Đúng thế, bởi vì các anh chị
chị đang gì ạ rất là hồ hởi bắt tay tôi, nhưng mà tôi gì ạ, tôi lại hứng hồ những người mà các anh chị à em chào anh, người ta bắt tay mình hứng hồ thì mình làm sao ạ, mình cũng bị hứng như vậy và tự nhiên mình bị tụt cái gì ạ năng lượng, và trong khi đấy thì mình đã mang gì ạ rất mong muốn được bắt tay họ. Và chính vì như thế cho nên cái bước shake the hand là bước gì ạ, bước lần cuối các anh chị, đó là mình chủ động xin phép được bắt tay. Và để mình cũng chủ động, để phản đối phương cũng chủ động. Và cuối cùng anh chị là xem the card thì đây là gì ạ? Vâng, đây là công thức 6S. Hải rất hay hướng dẫn cho tất cả các lớp, từ lớp giao tiếp đến các lớp thuyết trình, bởi vì gì ạ? Đây là gặp gỡ lần đầu tiên, đây là gì ạ? Trao đổi, và đây là thể hiện đầu tiên tôi thấy các thành anh chị với cả 6S. Và các anh chị thân mến, mời các anh chị bắt đầu làm lại để tài liệu xuống ạ, để máy thu hình, và các anh chị nào thu hình thì thu ạ, cũng vấn đề cả để máy thu hình xuống ạ, và để điện thoại xuống, mời các anh chị lòng và đứng lên ạ. Và các anh chị thân mến, một phút cho các anh chị ạ, một phút cho các anh chị làm quen ạ, bắt đầu ạ với công thức 6S ạ, và với các anh chị ạ. Và bây giờ là dạ, hơn 9 giờ rồi. Và cái cách này nó sẽ bắt đầu từ giờ đến dạ, cuối buổi các anh chị. Bởi vì dạ, với Hải, Hải dạ, đứng như thế này không phải là đi bằng cấp. Bằng cấp có thể đến với cả thầy Thẩm Dương, bằng cấp có thể đến với cả thầy Dũng. Còn đối với cả Hải là một cô tiếp viên hàng không, sau đó là vì ạ duyên với vì ạ chăm sóc khách hàng, về đây để làm vì ạ chăm sóc khách hàng, nhưng mà sau đó thì về đào tạo. Về bằng cấp không có, nhưng về kỹ năng hẳn hoi đang thể hiện, tất cả các thầy các cô ở tất cả các huyện đều nói là gì ạ, chị là dân người người kỹ năng. Và tức là gì ạ, đó là cách phải làm, có đúng không ạ? Và cách phải làm thì các anh chị đã tin tưởng thì các anh chị phải đứng lên làm thôi. Và bắt đầu là làm mẫu. À, xin chào được ạ, à, chàng trai đây ạ, chàng trai để ý đến tôi ạ. Vâng, em vâng đây. Đến quay ạ, có cái đến quay về. Anh ấy không có cơ hội bắt tay tôi. Vâng ạ. Và à, bắt đầu ạ, các anh chị thân mến, sẽ gặp nhau khoảng cách 46 cm cho hướng dẫn các giao tiếp ạ. Và sau đó là gì ạ? À, thả lỏng. Các chị nữ ạ, nhìn chân tôi ạ, chân phải Hải Thuận và chân trái Hải Thuận chân bên trái thì Hải hay để như thế này, chứ còn có nhiều anh chị thì hay để như thế này. Và các chị thân mến, chân là gì ạ? Một chân chỉ vào số 12, một chân chỉ vào số 10, các anh chị. Và đây là con gái ạ, đúng không? Và với Hải Thuận ạ, có điều hơn không ạ? Và nếu các anh chị nhìn, nếu mà chụp hình thì không bao giờ gì ạ? Có khe hở, không bao giờ có khe hở, và không bao giờ có khe hở và rất đẹp. Và xin chào em. Và thì cái smart smile CGI nó gì ạ? Tích hợp trong một động tác bắt đầu ạ. Vâng ạ, cười ạ. Còn với Hoài Nam, chân của các anh sẽ kiện bằng cái vai, và tay của các anh sẽ như ông Obama này ạ. Obama nào? Obama, ông Putin đi ạ. À, vâng. Và tay chúng ta sẽ để ở trên thế giới. Đây là vị trí để tay. Và gì ạ? Sẽ bắt đầu là gì ạ? À, xin chào chị. À, xin chào chị. Xin chào chị. Xin chào gì ạ? Xin chào cả lớp mình. Xin chào chị. Còn tôi thì ạ? Xin chào em chị. Vâng, trên bằng vai. Bắt đầu ạ? Xin thiệu ạ. Xin chào em. Chị tên là Minh Hải. Chị đến từ HPM. Và ngày hôm nay thì rất vui được gặp em ở đây. Và xin phép được bắt tay em. Tôi mồ hôi sao lại thấm đẫm. Và các anh chị bắt tay phải được gì ạ? Được bao nhiêu điểm em? 100. À, được 8 điểm. Các anh chị bắt tay phải được 8 đến 10 điểm nha các anh chị. Và không lắc nhiều, 2 đến 3 lắc thôi. Các anh chị nhớ là 2 đến 3 lắc đó là sự cờ không nhỉ? How are you? How are you? Times of time. Thì 2 đến 3 lắc. Và và nếu các anh chị đã đứng ở bên tay phải, nếu mà đã đứng hai người đứng dọc như thế này thì không sao, nhưng mà nếu mà đứng ngang như thế này
thì ai là người ở trên, người ta gọi là thế thượng phong. Tức là gì ạ? Thế thượng phong là một tay gì ạ? Tay ở bên này đã gì ạ? Đã mua và chủ động. Còn gì ạ? Tay của người bên tay trái tôi là được bị gì ạ? Nên tôi cũng quá rồi. Và các anh chị lưu ý, các anh chị cứ để ý trên vô tuyến truyền hình khi mà gì ạ? Có chương trình thời sự thì các anh chị xem là ai sẽ đứng ở phía bên tay phải. Đó là gì ạ? Là thế thượng phong. Đó là chủ động. Và tất cả các nghi lễ này các anh chị có thể đọc ở trong cuốn ngôn ngữ cử chỉ. Nhưng mà trong 6 tiếng hy vọng là các anh chị không khoanh tay là gì ạ? Hướng gì ạ? Hướng đối. Khoanh tay là hướng đối. Và tay này là gì ạ? Đây là phòng vệ. Và tay thì phải thả lỏng các anh chị. Phải thả lỏng. Nói thì xin chào các chị thì tôi sẽ hướng dẫn sao phải để hướng dẫn sao. Và các chị thân mến, ta lòng ta và đến bây giờ thì mời các chị cứ lòng làm gì ạ? Bắt đầu làm quen với cả nhau ạ. Và mời các chị ạ. Có phải anh em phải chụp tốt không nhỉ? À, không, 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 Dương, nó phải có danh quan, ông cứ bảo cái thỏ này vào. Không dám với tay. Kể cả nụ cười thì cũng có công thức. Cũng như vậy. Nhưng nếu có công thức như vậy, chúng ta sẽ trở thành chuyên nghiệp. Và chúng ta mới có gì đó để dạy, để hướng dẫn cho nhân viên, để hướng dẫn cho con cái được. Bởi vì quên lên mẹ có suốt đẩy bắt con cười. Quên lên. Thì bây giờ các anh chị đã có lý do rồi đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà gì ạ? Thì công thức là gì? Để làm, để gì ạ? Ở 10 người ở trong doanh nghiệp của chúng ta 20 người được chuẩn chỉ. Và các anh chị thấy thì ạ, ở các đơn vị khác, các đơn vị đặc biệt, các đơn vị chuyên nghiệp ạ, họ rất chuẩn đúng không ạ? Họ rất là chuyên nghiệp ạ. Và tất cả chuyên nghiệp đấy đó là gì ạ? Người ta gọi là choose the right thing as the first time. Tức là gì ạ? Làm đúng ngay từ đầu. Còn nhà mình thì chắc biết khi nào là đúng cả. Đó, thì các anh chị hãy gì ạ? Hãy nhận rất nhớ những cái công thức này. Hãy không nói gì cả, nhưng mà để chúng ta chưa biết thôi, đúng không ạ? Chúng ta chưa có ai hướng dẫn là phải để gì ạ? Phải là... Nhưng mà gì ạ? Tôi ra đây cũng phải sức sắc không nghỉ đấy. Nhà mình thì chiến lược cực kỳ tốt. Các cụ nói là phải khéo. Một nụ cười bằng 10 thân thuốc. Nhưng mà cười thế nào là đúng lúc, đúng chỗ. Cụ lại không cái phần hầu. Cho nên là Hải chỉ rất mong muốn làm cái phần hầu. Tức là phần gì ạ? Phần cách làm như thế nào? Và thì chính vì thế tôi ra đây có phải xứng danh không nhỉ? Em chào anh ạ. À, em tên là Minh Hải. Đó, tôi ra đây có phải xứng danh không nhỉ? Minh Hải không phải dạng người đâu. Đó, em đến thì ạ, từ trung tâm HPM. Nói thật không nhỉ? Em tên là Minh Hải. À, nếu mà đúng bài, em tên là Minh Hải, em đến từ chương trình I Love My Voice. Và đây là một cái chương trình mà vì học viên, vì người Việt, em nghiên cứu được, em thì giọng nói tiếng Việt rất hay. Và em rất hy vọng là dạ, hôm nay được gặp anh để chia sẻ bản sâu hơn về giọng nói ạ. Và xin phép thì anh sẽ hẹn gặp anh có thể cho em biết tên Việt sâu hơn không ạ? Tôi là chuyên phân phối sự nhân dân bình hoa tại Việt Nam. À vâng ạ, vâng thì bắt đầu anh sẽ cứ quay trở lại. Vâng, chào chị Hải, tại vì anh biết tên anh rồi, đúng ạ? Chào cô Hải, chào chị Hải, tên tôi là gì ạ? Tên tôi là Sơn. Sơn,
nói với cách giao tiếp ứng xử của nhân viên của anh không ạ? Chưa. Đấy là tôi làm sao tôi bám chuột. Tôi đã bám chưa các anh chị? Với cái câu hỏi tôi đặt tôi đã bám chưa? Tôi chỉ như thế thôi các anh chị. Tôi chả bao giờ tôi bán hàng đâu. Tôi cứ việc gọi điện, khách hàng cứ gọi điện cho tôi, thế là tôi bán được hàng. Nếu các anh chị biết rằng là việc, đến bây giờ tháng 10, tháng 11 là việc kín rồi. Tôi vẽ cho tập đoàn Howie, các anh chị ở đây làm xây dựng biết Howie không ạ? Howie chuyên xây lắp điều hòa. Tôi dạy cho Howie một ngày chuyên xây lắp điều hòa cho các tòa nhà địa ốc. Vâng, Howie của Việt Nam ạ, của Việt Nam, và họ đang tầm được khoảng 4.000 người. Hiện tại có một cái dự án Discovery ở Hà Nội, họ đang trúng thầu cái công trình Discovery ạ. Cái tòa nhà Discovery ở Hà Nội. Khi tôi dạy đúng 6 tiếng như thế này, tôi lại mời tiếp là 5 ngày nữa. Thế đấy hả? Thế thì bắt đầu là vậy, tôi nói nó mốt đi mà. Thật sự chẳng có thời gian, cho nên tôi cứ làm nghề giao tế, làm nghề PR và truyền thông cho bản thân mình, sử dụng mình truyền thông, bán hàng như không bán. Dạ, anh thấy không ai làm. Vậy anh có biện pháp gì chưa anh? Chưa. Chưa có biện pháp gì ạ? Và anh thấy đi cái nào thì ạ? Nếu thì ạ, chúng ta ngồi làm cái này nhau để biện pháp ạ, để nâng cấp chất lượng của nhân viên mình khi giao tiếp với cả bán hàng ạ. Thế là tôi lại đưa thêm một việc ạ. Không đúng không vậy? Đơn giản như vậy các bạn. Buổi tối lúc nào cũng không đích với cả mục tiêu. Luôn luôn là nói, nhưng mà nói rất nghệ thuật. Với tâm trọng trọng này, rồi cách nói rất là chân thành. Và công thức tôi cũng đưa cho các anh chị. Và công thức ở trong lớp học ngày hôm nay toàn công thức bán hàng thôi. Và cảm ơn anh quên mến. Đó, cách nói rất là như vậy các anh chị. Thì thay đổi cái thói quen khó hay dễ các anh chị? Khó. Nhưng mà nếu các anh chị mong muốn thay đổi thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là thành công các anh chị ạ. Nếu nó là thành công. Và thì đến bây giờ thì mời các anh chị cứ cố gắng nhớ 6S nhé. Và cứ nhớ 6S. Nên ta kể là cái lớp học của tôi lần sau bảo HPM cử người quay phim thì các anh chị cứ lấy cái phim đấy về để hỏi để quay như thế này. Các anh chị cần thực hành đúng không ạ? Vâng, mời các anh chị cứ làm thực hành ạ. Các anh chị ở dưới thì cứ làm lên trên ngồi cho nó sâu hơn thì nhìn các anh chị. Mời các anh chị cứ làm thực hành ạ. Vâng, mời các anh chị. Chúng ta thực hành, mời các anh chị quay lại. Cứ gần nhau ấy. Không phải, cứ gần nhau. Cứ gần nhau. Cứ gần nhau. Thói quen thay đổi khó anh nhỉ? Khó đúng không anh em? Anh em mình gặp nhau là cứ phải bắt tay như này ngay đúng không? Nó thành như thành như quen. Bởi vì là bắt tay từ phương Tây cho nên là lady first. Đó. Phụ nữ có quyền bắt tay trước ạ, bằng hai tay. Đó. Và các chị lên đến có 1 phút thôi. Tôi biết tất cả các anh chị đều là giám đốc điều hành. Và các anh chị thấy thành công của các anh chị là tài chính hay thành công là mối quan hệ ạ? Cả hai. Vâng, và cả hai, chắc chắn là cả hai rồi, đến bây giờ là cả hai. Nhưng thực sự xuất phát điểm đầu tiên là gì ạ? Là mối quan hệ. Và nếu anh chị có thể tăng hơn nhiều hơn, nếu chúng ta biết hơn về đồng vốn chúng ta đang ở đây ạ. Và mời các anh chị hãy làm quen với cả tất cả trong lớp đi, đừng đứng một chỗ. Đúng rồi, anh em mình đỡ phí thời gian đúng không? Trong trường hợp người ta bắt tay mình quá lâu đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Đây là vi phạm. Nhưng chúng ta có một câu hát. Chúng ta có một câu hát. Hôm nay là tôi là lớp cho HPM. Em hoàn thành lớp chương trình. Hôm nay thì em có thể xin phép các anh chị không ạ? Anh chị
này nhớ mà đứng không đứng đây là quen nhé. Tay mình này hay đi đường này là sai. Anh nào vào bây giờ? Nếu như 5 triệu 2 thì mình kiếm 5 triệu tí theo từng cái tuổi trung bình. Ok, đọc đi. Đã từng nhìn anh ở bên kia lắm, 18 tuổi là lắm đấy không? Đã là từng nhìn anh. Đâu đi, đâu đi.